Eo thon ngực là mong căng, đó là một trong những ước mơ của rất nhiều chị em muốn sở hữu một cái dáng vóc rất quyến rũ. Thế thì có phải là cứ ngực thật to, mông thật căng và eo thật thon gọn thì mới phải những dáng vóc quyến rũ hay không? Thì trong video ngày hôm nay, Trọng sẽ chia sẻ với các bạn là cái tiêu chuẩn để có một cái vòng eo chuẩn đó là như thế nào. Sau trên thế giới thì người ta chia để dựa vào hai cái loại tiêu chí. Thứ nhất là lấy cái chỉ số số đo của cái vòng eo ngang con rốn và lấy chia cho cái tỷ số số đo của vòng mông. Nếu hai cái chỉ số này đạt được con số là 0,618 thì lúc đó là sở hữu một cái vòng eo chuẩn. Và tiêu chí thứ hai có thể là lấy chiều dài của vòng eo ngang con rốn đấy chúng ta bằng làm chiều cao 1/2 chiều cao của cơ thể trừ đi 22 cm, thì đấy cũng là một cái tiêu chí để đạt được một cái vòng eo chuẩn, đó là như vậy nhé. Thế thì nếu các bạn kiểm tra mà chúng ta đạt được hai tiêu chí như vậy rồi thì chúng ta không cần phải lo lắng gì về cái vòng eo của chúng ta nữa, và chúng ta yên tâm rằng eo bạn đã đạt được đúng tiêu chí cục tế rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.